Sáng 18 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang tiếp tục phiên sơ thẩm vụ án An Giang điểm thi, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018 với phần tranh luận. Bị cáo Triệu Thị Chính kêu gan, nói vô tội. Hai bị cáo Triệu Thị Chính và Nguyễn Thanh Hoài thống nhất số điểm cần nâng nhưng vì lý do khách quan nên bị cáo Hoài chưa nâng điểm được. Với buộc tội này, Viện Kiểm sát đề nghị tòa tuyên bị cáo Chính mức án 2/2, 5 năm tù giam. Được hội đồng xét xử yêu cầu tự bào chữa, bà Triệu Thị Chính phát biểu, hôm nay tôi đứng đây, chủ tọa có tuyên như thế nào thì tôi vẫn có thể ngẩng cao đầu để nói rằng tôi không phạm tội. Sẽ có ngày, những người muốn tôi vào tù phải ăn năn, hối lỗi. Nữ bị cáo nói thêm, trong 7 thí sinh thầy Sử nhờ tôi thì tôi phải nhận lợi ích phi vật chất từ ông Sử, chứ tôi không nhận từ ông Triệu Tài Vinh cư bí thư ti nhờ Uy Ha Giang, nay là phó trưởng ban sở tế trung ương. Tôi mang tiếng em ông Triệu Tài Vinh bao lâu nay, tôi lên hiệu trưởng trường nội trú, lên phó đốc sở nhưng ông Vinh có biết đâu. Bị cáo Triệu Thị Chính tự bào chữa. Ảnh Hoàng Cư. Bà Chính cũng phản biện việc đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Giang truy tố mình về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, theo Điều 358 Bộ Luật Hình sự. Đọc rành rọt từng câu chữ trong pháp luật của tội danh này để tự bào chữa, bị cáo Chính đề nghị đại diện Viện Kiểm sát chỉ rõ ràng trong các tin nhắn mà bà thu được hoặc tin nhắn bà gửi đi, nội dung nào biểu hiện bà nhận hay đòi lợi ích phi vật chất từ người nhờ xem điểm thi. Bị cáo viện dẫn lý do thực tế tôi đã hết tuổi bổ nhiệm để khẳng định việc phiên bản thân không nhận hứa hẹn tư lợi trong vụ án. Nhắc lại buộc tội của Viện Kiểm sát, bà Chính tiếp tục đề nghị cơ quan công tố chứng minh có yếu tố vụ lợi đối với bà khi đồng ý nhận lời giúp xem điểm cho các thí sinh. Nếu trót lọt thì người thân, anh em được lợi. Sau phần tự bào chữa của bị cáo Triệu Thị Chính, công tố viên Vũ Thị Thanh Nga lý giải về nội dung các tin nhắn của người thân thí sinh gửi cho bà Chính và ngược lại. Vị đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Giang đã công bố một số tin nhắn, trong đó, một tin nhắn do cán bộ Sở Tài chính gửi cho bị cáo Chính với nội dung mình có đứa cháu ti 12 vừa rồi, người chơi giúp mình với nhé. Hay một tin nhắn khác do bị cáo Chính gửi đi, hôm nay em thế hệ đọc tin nhắn chị ơi. Em sẽ cố gắng lưu ý môn thi tự luận, khó khăn lắm chị à. Thương các cháu Hà Giang mình. Đại diện Viện Kiểm sát Vũ Thị Thanh Nga. Ảnh Hoàng Cư. Theo nữ công tố viên, nội dung các đoạn tin nhắn trên chỉ rõ ràng việc người thân các thí sinh đã nhờ bị cáo nâng điểm, không phải nhờ xem điểm. Bà Nga cũng cho rằng vụ án này chưa dừng lại ở việc truy tố 5 bị cáo đang tham gia xét xử. Các cơ quan tố tụng tỉnh Hà Giang đang tiếp tục điều tra, xác minh, nếu có căn cứ vi phạm pháp luật sẽ xử lý ở giai đoạn tiếp theo. Về yếu tố lợi ích phi vật chất mà bị cáo Triệu Thị Chính đề nghị làm rõ ràng, công tố viên chỉ ra rằng trong danh sách 13 thí sinh mà bà Chính nhận để giúp đỡ, có 2 thí sinh là người thân của bị cáo này. Sau cùng, vị đại diện Viện Kiểm sát lập luận, bị cáo đã được lợi từ danh sách này, nếu thí sinh mà được nâng điểm trót lọt thì anh em, người thân bị cáo cũng được lợi. Hành vi của bà Chính đã thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm. Việc 12 thí sinh này chưa được nâng điểm là do khách quan, nằm ngoài ý chí chủ quan của các bị cáo. Sau 4 ngày xét hỏi, chiều 17 tháng 10, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Giang công bố khái niệm giải quyết vụ án, đề nghị hình phạt với 5 bị cáo vụ sửa điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018. Trên cơ sở đánh lạnh chứng cứ và toàn bộ nội dung vụ án, đại diện Viện Kiểm sát tỉnh Hà Giang đề nghị bị cáo Nguyễn Thanh Hoài 8/9 năm tù, bị cáo Vũ Trọng Lương 7/8 năm tù giam. Các bị cáo Triệu Thị Chính và Lê Thị Dung cùng mức án từ 2/2, 5 năm tù, bị cáo Phạm Văn Khuôn 1/1, 5 năm, nhưng cho hưởng tù treo. Chính quyền địa phương sẽ chịu bổn phận quản lý. Về hình phạt bổ sung, vị đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử cấm các bị cáo đảm nhiệm các chức vụ quản lý trong ngành nô dục từ 1/2 năm.